Xin chào các bạn, mình đang có mặt tại nhà vườn Đạt Nhung, điểm bán cây giống chất lượng. Hôm nay là ngày chủ nhật ấy, công nhân viên bên mình thì nghỉ, nhưng hôm nay mình đã ra thăm vườn và mình thấy là cây của mình có một số loại cây ra hoa rất là đẹp. Mặc dù nó là cây mà ưa mát mẻ thôi, nhưng mà nó lại phát triển rất là tốt ở khí hậu nhiệt độ đầu tháng 6 âm và đầu tháng 7 âm như thế này. Đây mình quay video lại cho các bạn xem nhé. Hôm nay xin được giới thiệu đến mọi người là cây táo đỏ, cây lê đỏ Nam Phi và một số loại cây khác nữa, mình sẽ quay kèm ở trong video cho mọi người cùng xem. Đây, cái điều rất là đặc biệt mình sẽ quay nhanh cho mọi người bởi vì là cây táo đỏ của nhà mình này. Đây, đây là hoa của nó thôi. Như đây là cái quả của nó này. Mình đã nhập cái cây này về cách đây 2 tháng rồi. Đấy, một số cái lá nó bị tát cháy như thế này là do quá trình vận chuyển đấy. Thế nhưng mà về đây ở cái nhiệt độ ngoài trời hiện nay là trung bình tầm khoảng 33 đến 37 38 độ. Thì cây táo đỏ của bên nhà vườn Đạt Nhung ấy, trên cây có hoa có trái luôn này. Đây hoa của nó. Mình cũng chỉ định quay video về cái cây có hoa ở bên này thôi vì cây bên này nó lỡ rụng mất trái rồi. Thế nhưng mà khi quay sang cây này thì thấy này, hoa rất là đẹp. Đây nữa, rất nhiều hoa luôn. Rất là nhiều hoa nhá, quả này. Tức là cái cây táo này mình thấy nó là điều đặc biệt, có lẽ là nên gọi nó là cây táo đỏ tứ quý bởi vì là cái trái của nó đang lớn còn chưa đỏ cơ. Mà trên cây nó bật lộc đến đâu này. Đây là lộc của nó này. Đây bật lộc đến đâu thì đại gia chùm hoa luôn đến đấy. Khoảng 1 tháng nữa hoặc là chỉ 1 tuần nữa thôi mình sẽ quay video thêm cho các bạn xem là cái tỷ lệ độ trái nó như thế nào. Vì ở đây là cái nhụy nó rất là rõ ràng này. Đấy, động vào rụng cánh rồi. Như thế này là có lẽ là đã thụ phấn xong rồi đấy. Các cây bên này cũng vậy. Các cây bên này thì cây này đã ra chùm lộc non rồi. Nhưng mà cây này thì chưa ra hoa. Có tổng ở đây là đang có 5 cây táo. 5 cây táo thì có. À đây, cây này ra hoa đây rồi các bạn này. Đó, hoa của cây này đây nhá. 5 cây táo thì có một cây này và cây này là có quả và có hoa luôn. Còn 4 cây ạ. Còn cây này với lại cây này là đang lên lộc và đang ra hoa. Cây này thì rất là sai hoa này, đây là một chùm hoa này. Và đây là một chùm hoa nữa. Và quét sang đây là cây đỏ, lê đỏ Nam Phi của nhà mình thì nó cao trung bình tầm 1m7. Và cây này cũng ra hoa luôn nhá. Tại cái thời lượng video của nó ngắn nên là mình thôi quay nhanh chỗ này một chút. Đó, đây là hoa của cây lê đỏ Nam Phi này. Còn đây là quả, quả lê đỏ Nam Phi đây các bạn nhá. Các bạn mà mua ở siêu thị thì đúng quả này luôn. Mà ăn rất ngon, rất là thơm, hoa màu trắng đẹp. Đây là một cái hiện tượng rất là lạ của nhà vườn Đạt Nhung là giữa thời tiết nắng nóng mà cây lê, cây táo vẫn ra hoa bình thường. Khi về thì cây vẫn bật lộc non này, rất là xinh xắn. Ai lấy thì inbox trực tiếp cho bên nhà vườn nhé. Cây lê thì còn 2, 4, 6, 7 cây. Cây táo thì có 4 cây. Hôm trước là cây táo là có 5 cây, không biết bán cho đơn nào một cây rồi. Đó, mình dưỡng ổn định cho khách thì mình mới bán. Nên là mọi người mua hàng của bên nhà vườn Đạt Nhung thì hoàn toàn yên tâm nhé. Về có hoa có quả luôn với mọi người ạ. Cây rất là chịu nóng luôn.